Quý anh chị cho Thùy Dương hỏi nè, nói thiệt tình nha, nói thiệt nha, không có nói dối lòng nha, không có nói để làm cho Thùy Dương vui nha, nha. Quý vị ơi, Thùy Dương nói chuyện quý vị nghe có được không? Có cái chữ nào mà Thùy Dương nói ra bà con nghe không có được không? Cái giọng của Thùy Dương, cái giọng miền Tây nói có éo éo gì không? Có khó nghe không bà con? Chứ mà sao Thùy Dương nghe cái giọng này Thùy Dương nhức đầu dã man con ngang luôn. Cái video này đó là nói về cái chuyện một cái cô gái ở vùng cao nguyên chạy một chiếc xe gắn máy, rồi vì lý do gì đó thì cổ bị mấy cái ông công an ở trên cái vùng cổ ở đó thì bắt lại và giam xe đó. Và giam xe xong rồi thì cô này cổ về, mấy cái đứa bé gái này nó còn nhỏ lắm, thì Dương không có đưa hết cái video được nha quý vị. Thì nó về nó buồn quá, nó mới hái cái lá ngón nó ăn. Thì Dương dân miền Tây mà nghe nói cái lá ngón chứ không biết cái lá ngón nó là cái lá gì và cái mức độ nguy hiểm của nó làm sao, mà cũng đã nghe vài lần nói rằng cái lá ngón mà ăn vô đó là chỉ có nước thiệt mạng thôi. Thì không biết, thì cái lá ngón này chắc ở miền Tây nó không có đâu, chắc vùng miền núi mới có. Mà bây giờ thì Dương cho quý anh chị nghe cái giọng nè. Tôi nói là tôi mở maximum rồi đó, tôi mở hết cỡ và tôi ngoảnh cái lỗ tai lên tôi nghe. Mà tôi nghe đến mức độ mà con mắt của tôi nó nheo lại, cái mặt nói chung là bao nhiêu dây thần kinh tập trung á là phải là tập trung về một mối để mà nghe không có được bà con. Dân công năng nghiệp như thế để đến mức mà nó được tất cả, khi đó thì các đồng chí cũng có thể là tạo điều kiện. Mấy anh mấy chị nào mà mai mốt mình là giọng Bắc rồi đó, Bắc vùng nào không biết, mà khi mà mình nói chuyện đó mình thấy á, cái phát âm của mình ra nó nhanh quá, làm ơn đạp thắng thắng là cái két không, còn không á làm video xong á chịu khó nghe lại coi mình có nghe được cái giọng của mình nói không, rồi mình đăng lên trên mạng nghe không, nghe mà đau cái đầu luôn đó. Có chữ nghe được có chữ không, nói thì nhanh giống như là chạy đi ăn cướp vậy. Trời đất ơi, tao nói hả, thấy cái video tội nghiệp mà nghe vô cái ông nội này ổng ngọn bình luận ổng nói một hồi là tao nó muốn tắt mẹ cái video luôn khỏi coi, thà là ổng để nguyên cái video vậy đi, đừng có lồng cái tiếng của ổng vô, ổng đụng ổng cũng đừng cái đưa cái mặt của ổng vô thì mình không có bực mình. Cái video này á mà ông để không đó, ông viết vài dòng thôi người ta đọc cũng được nữa, mà ông lồng cái tiếng ông vô là nghe nổi điên thêm, không có hiểu mẹ gì hết trơn, nói khó nghe quá trời. Nó tóm lại á là cái cô có kêu cô bé gái nhỏ nhỏ này nè là cổ sợ quá đi khi mà bị công an bắt xe rồi đó, tại vì còn nhỏ mà cha cha mẹ khó khăn lắm mới mua được cái xe này, mà lấy xe chạy rồi bị công an bắt, rồi công an giữ luôn xe, năn nỉ không được, công an không có làm cái cách nào để mà cho em này được lấy xe về hết, phạt giữ xe luôn. Mà anh chị biết rồi, cái tụi công an ở Việt Nam nó đói lắm, nó thèm lắm, nó bắt được xe của người ta không cần biết không xe đó như thế nào và người dân khổ làm sao. Cái tụi nó là anh chị, cái dòng máu của tụi nó là máu lạnh mà nó không có tình người đâu quý vị. Qua cái chuyện này á là hồi sáng thì Dương có coi một cái video nữa của một cái người phụ nữ mà bán bún mọc bún giò gì á, mà dân này là dân ở đâu, dân miền Trung á, thì mấy ông nội công an tới sáng người ta mới đem cái chiếc xe đó ra thôi à, chưa có kịp bán buôn gì hết trơn á, trời á, là nó cho nguyên một cái lực lượng gọi là lực lượng quản lý đô thị trật tự trị an gì đó, nó tới nó tính là nó hả nó bưng hết nguyên cái chiếc xe đó về đặng nó cho dòng họ nhà nó ăn hay gì á, thì nhận được cái sự phản kháng quá trời luôn anh chị, mà nó đông quá trời. Cái chiếc xe đó chỉ có một cái người đứng bán với lại những cái người khách họ đi ngang á, có 2-3 người thôi, thì thấy công an nó hả nó lạm dụng quyền lực quá, dân thì đói dân thì khổ, người ta già rồi người ta không có đi làm công ty được thì người ta bán ở ngoài đường. Cái vấn đề ở đây, nếu các anh đã tạo điều kiện cho người ta có tiền, người ta ở nhà, người ta sống, người ta không có cần đi làm, người ta vẫn có thể sống được, rồi khi nào á người ta nhận tiền giúp đỡ đó rồi mà người ta vẫn ngoan cố, người ta ra ngoài đường người ta đứng người ta bán thì các anh phạt được. Còn bây giờ hỏi là người dân sống bằng cách nào, ai giúp đỡ để cho họ sống, tiền đâu để họ sống, điện tăng lên hàng ngày,
Rồi bây giờ người ta không có tiền trả tiền điện thì cúp điện không cho người ta xài. Thì bây giờ ra người ta đứng người ta bán như vậy thì bây giờ chặn cái nguồn sống của người ta. Vô lý quá trời. Thì bưng nguyên cái xe đó lên luôn anh chị, người ta điên quá. Những người mà đi đường đó và những cái người bán đồ người ta điên quá, người ta lại giằng xé lại, người ta đổ hết cái nồi đó luôn. Tô chén gì họ đập cho bể hết. Mình không tưởng tượng được rằng là cái mức độ mà vô lý của các anh luôn. Các anh có cảm thấy vô lý không? Tôi hỏi các anh có cảm thấy vô lý không, trả lời cho tôi nghe. Bây giờ nếu đặt trường hợp các anh lại là cái người phụ nữ ngồi bán cái nồi bún mọc đó, ở cái tuổi 60, 70 tuổi không đi làm gì được hết, không có một cái chính sách gì để giúp đỡ cho người ta hết. Người ta sống làm sao người ta cũng cần phải ăn vậy, người ta đâu có chết đâu. Người ta cần phải trả cái chi phí này, trả cái chi phí kia. Không có một cái gì để hỗ trợ cho người ta. Và nếu có cho người ta có 200-300 ngàn thì làm sao người ta sống? Sống bằng cái cách nào mà bây giờ chỉ có gì? Thấy người ta đi ra người ta bán bằng mồ hôi xương máu của người ta, thức đêm dậy sớm để mua đồ về để mà hầm, để mà nấu. Rồi người ta phải bưng, người ta bưng ra tận tay để mà chăm sóc cho khách hàng của người ta, để người ta nhận lại tiền, để người ta trả tiền xăng, trả tiền điện, trả tiền ăn uống chi phí hàng ngày. Không thương người ta thì thôi chứ. Cái vấn đề là ngày hôm nay các anh nói là các anh đi dẹp, làm để người ta không có lấn chiếm lòng lề đường. Nhưng cái vấn đề dân sinh các anh đã giải quyết được chưa? Anh chị thấy nó vô lý không? Không giải quyết được cái vấn đề mà làm thế nào để người dân sống, người ta có tiền, đúng không anh chị? Khi mà bây giờ thì dân giả sử tôi có tiền trong túi rồi, tự nhiên mắc chứng gì tôi phải ra ngoài đường, tôi phơi nắng, phơi mưa chỉ cho cực vậy. Tôi có tiền tôi mua gạo, tôi có tiền tôi mua đồ ăn, tôi có tiền tôi đi đây đi kia chơi, tự nhiên ngồi ngoài trời buôn bán chi cực để mắc mấy anh lại mấy anh hốt vậy. Tôi cũng có cái tự trọng của tôi chứ. Nhưng mà tại tôi ngồi làm như vậy bởi vì tôi không có tiền. Các anh đi ngang các anh phải thương, hôm nay chúc cô bán đắt nha, hôm nay chúc cô bán mau hết nha. Hoặc lợi ăn ủng hộ người ta. Đằng này không lợi ăn ủng hộ người ta, xốc nguyên cái chiếc xe lên bưng hết đồ nghề của người ta. Rồi ngày mai cái cô đó cổ sống sao không có quan trọng. Họ khổ như thế nào không quan trọng. Đi tới xã nhờ sự giúp đỡ, xã làm lơ. Đi tới huyện nhờ sự giúp đỡ, huyện làm lơ. Rồi người ta hả, nếu mà có giúp đỡ gì thì yêu cầu đủ loại giấy tờ hết, người ta không có đáp ứng được, cướp luôn cái tiền đó của người ta. Rồi bây giờ cái cô gái này cũng vậy luôn anh chị. Nó còn nhỏ quá, nó không biết gì hết đó. Nó sợ hãi vô cùng. Cho nên cái tụi diệt cộng là cái tụi quỷ ma. Thấy diệt cộng là còn hơn sợ quỷ sợ ma nữa. Rồi bây giờ anh chị chỉ có vấn đề là nó lần đầu tiên nó vi phạm thì mình nhắc nhở nó thôi, đúng không? Ok, rồi lần sau con đừng như vậy thôi, con đi về đi. Hoặc là mình giúp nó để chạy chiếc xe, chở chiếc xe đó về. Không có đâu, giữ chiếc xe đó luôn. Làm nhỏ sợ quá, nó đâu biết làm gì đâu anh chị dân. Mà trên đó mà tự nhiên bây giờ mới nước mắt ra lấy xe của cha mẹ đi. Nhiều khi bản thân nó bị áp lực cái gì của cha mẹ nó là sao. Nhiều khi cha mẹ nó mày không có được đi nha, không có được lấy xe này kia, thì mày chết tao nha. Từ bây giờ tự nhiên bây giờ nó bị công an bắt giữ xe luôn rồi. Bây giờ nó về nó gặp cha mẹ đó nữa, nó sống sao, nó chịu không nổi, nó bị áp lực anh chị. Thì nó phải dùng tới cái cách cuối cùng là nó chọn ăn lá ngón rồi nhờ ôm khóc. Bây giờ dân phẫn nộ, cái cách này là cái cách hành xử của công an á. Cái cách này là cách giải quyết của tụi Việt Cộng, mà nói là lực lượng của dân, do dân và vì dân. Nó đẩy dân tới chỗ chết không à, do dân đâu. Dân sống khó khăn như thế nào mặc kệ. Dân túng thiếu như thế nào mặc kệ. Dân kêu la như thế nào mặc kệ. Dân oan mất đất thế nào mặc kệ. Tao làm tao cứ làm. Cái lương tâm của mình, cái trái tim của mình đâu rồi? Hỏi làm sao mà người ta không chán ghét Việt Cộng? Hỏi làm sao người ta không chửi Việt Cộng? Người ta chửi thì nói người ta gì, tuyên truyền nó, người ta phản động, chống phá. Ai giết người đây? Cái đứa nhỏ này ai giết nó? Ai hại nó? Làm cho nó sợ như vậy mà. Trời đất ơi, cảnh sát của người ta qua bên Campuchia. Mà học cái cách làm việc của cảnh sát Campuchia. Qua bên đó coi người ta đối xử với dân của người ta sao. Qua bên Thái Lan coi cảnh sát Thái Lan, coi cảnh sát của người ta đối xử với người ta ra sao. Còn không coi nữa là dở lịch sử ra coi cảnh sát của người dân, cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa họ đối xử với người dân ra sao. Hãy coi cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước đó. Khỏi cần đi qua học Campuchia, khỏi cần đi qua học Thái Lan luôn. Coi những cái gì mà thuộc về quá khứ đó, những gì mà cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia người ta làm đối với người dân đó mà học theo. Dồn người ta tới chỗ đường cùng, người ta sống như thế nào thì không có quan trọng. Chừng nào bây giờ, ví dụ như bây giờ nhà nước Việt Cộng cho mỗi người dân một tháng là 6 triệu, không có đi làm gì hết, mà người dân vẫn có 6 triệu để mà sinh hoạt. Cái 6 triệu đó là đủ để cho một cái người bình thường sống một tháng.
thì có ai mà thèm đi ra ngoài đường để lấn chiếm lòng lề đường không? Có ai thèm ra ngoài đường bưng cái xông cá, cái tô cá, cái thau cá, thun, cái thau mực, cái thau tôm ra ngoài đường bán không? Ai mà thèm, ai mà muốn ra ngoài đường treo thịt cá này kia nọ lên để mà ngồi hả? Từ sáng tới chiều chờ để bán cực khổ không? Người ta có tiền, người ta đi viện, người ta đi shopping, người ta mua đồ. Chứ ai chứ mắc chứng gì ngồi chi cho cực khổ vậy? Để rồi bị công an đối xử như vậy. Mình đã có lo cái vấn đề dân sinh chưa? Mình chưa lo vấn đề dân sinh được. Mà ngày hôm nay mình dồn người ta vô đường cùng, làm sao sống? Vô lý như vậy mà vẫn tiếp tục ngồi đó cai trị bốn mấy năm. Dồn người ta tới cái chỗ ngày hôm nay xăng tăng, làm cái cách nào để cho người ta có tiền trả xăng thì nó không có giúp. Nó mới giúp cho người ta gì hết á. Hỏi bây giờ xăng tăng như vậy, những cái người mà công nhân lương thu nhập thấp, anh làm sao để cho người ta lương cao? Ngay cả những cái người công nhân đó, người ta nhận cái bồi thường về cho cái chuyện mà người ta nghỉ việc, người ta bị thất nghiệp, thì công ty người ta bồi thường cho những cái khoản tiền thất nghiệp thì nó bắt những cái người công nhân nó phải trả thuế bao nhiêu phần trăm. Nó cạp người ta không còn cái gì hết, nó dồn người ta vô chỗ chết. Mà lạ một điều, mà dân chết thì tụi nó có sống được đâu. Đó, mà bây giờ cái vấn đề là thấy người dân trong nước khổ. Bà con nhớ nha, thì Dung nói hoài, người Việt ở nước ngoài cố gắng giảm cái tiền đô gửi về Việt Nam dùm một cái. Đừng có nói là tao gửi tiền về cho dòng họ tao xài. Anh chị gửi tiền đô về Việt Nam, dòng họ của anh chị đâu có xài tiền đô, dòng họ của anh chị đổi tiền Việt Nam đồng. Mà tiền Việt Nam đồng là tiền không có giá trị. Và khi mà đem tiền, bà con gửi tiền về Việt Nam á, thì người ở trong nước sử dụng tiền không có giá trị. Và tụi Việt Cộng đó, nó giữ cái tiền đó đó, nó lấy cái tiền đó nó ra nước ngoài, nó sống ở ngoài phè phỡn. Còn dân trong nước thì khổ. Hãy thương người dân quốc nội. Cộng sản nó sẽ không sống được nếu không có tiền đô. Hãy thương người dân dùng đi anh chị. Còn không, những cái chuyện như thế này nó sẽ tiếp tục diễn ra. Còn cái chuyện anh ông nội người Bắc này nữa, nhưng mà trong khi đó các đồng chí cũng không làm gì. Đấy nhất cứ là phải giữ xe. Bởi vì cái nguyên nhân mà dẫn đến đối em lại, đối em lại thì tự là cái giọng nói á. Có nhiều lần Dương nói thiệt với anh chị á, có mấy người bạn Bắc của Dương về chơi, nói mà nói tiếng Việt á, mà Dương phải ngồi Dương dịch gần chết. Ủa nó nói cái gì tao nghe không được gì hết vậy mày? Mà cái dân miền Nam nói là dân miền Bắc nghe được hết trơn à, phải không? Để ý không? Cái dân miền Nam nói từng chữ là dân miền Bắc nghe được hết trơn à. Còn mấy cái người dân Bắc là nói chuyện kiểu này kể như là ngồi mình đi chung, người ta phải tiếp xúc, người ta phải sống chung, người ta quen rồi thì mới nghe được, còn không là không nghe được luôn. Ý là Dương cũng có nhiều năm sống chung với người Bắc mà nghe cái anh này nói hồi cũng dễ quạo. Có những chữ nghe được, có những chữ nói nuốt luôn quý vị, nghe không được gì hết trơn. Trời, nhớ nghe, mình là người Bắc rồi. Mình khi mình lên mình nói là người dân ở khắp mọi nơi trong nước ngoài nước người ta nghe, mà nói cái kiểu giống như là nhai đĩa vậy đó. Trời ơi, làm sao mà người ta nghe cho được. Nói từ từ thôi nghe mấy anh, để cho tụi tôi nghe kịp, để tụi tôi hiểu cái thông điệp của các anh chị đưa tới là gì. Nói chậm chậm. Trời ơi, nghe nhức cái đầu. Dừng nha quý vị. Đó, Việt Cộng là bạo phát bạo tàn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.